Mọi người ơi, đúng là một cái niềm vui nó không thể tả nổi. Sau khi bà Khánh rơi máy tính ở trên cái đường cao tốc thì khoảng một tiếng thông báo xong thì bây giờ bác sĩ Khánh đã nhận được máy tính rồi mọi người ạ. Và mọi người biết đâu khi mà bà Khánh vào nhà của cô để nhận đồ ấy thì mọi người nhìn nhà cô này. Nhìn nhà cô Hương đây. Anh gò cũng mà trong vì sao bà Khánh xin giới thiệu ở đây, vì đây trong máy trong cái cặp của máy của bác sĩ Khánh ấy là có một cái máy tính này. Vì là một cái iPad này. Với là một lượng tiền tương đối lớn và cả một cái thiệp chúc Tết của chủ tịch nước. Nhưng mà bác đây, bác Hương đây thì tất cả những cái đối với bác ấy là không bằng cái đạo đức và cái nhân cách sống của bác Hương. Bác nhận được cái này và bác đã gọi điện ngay cho gia đình bác sĩ Khánh để đến. Ôi, coi ngoài trường người đi đang á, họ thấy đây họ lấy. Bác gọi điện ngay cho bác sĩ Khánh để trả lại cho bác sĩ Khánh. Và qua câu chuyện này thì bà Khánh mới rút ra mấy điều. Thứ nhất đó là ở hiền gặp lành này. Đấy, bà Khánh thực sự là bà Khánh cũng luôn luôn tâm niệm nó sống và cho đi và giúp đời rất là nhiều. Và hôm nay bà Khánh cũng đã bị mất cái này nhưng mà chỉ một thoáng sau là tìm lại được, nghĩa là ở hiền gặp lành. Thứ hai nữa là bác đây là đã đại diện cho một cái hình ảnh, tức là gì, nếu mà đối với một người cũng nghĩ là sẽ có người sống người tốt, nhưng mà sẽ có với về hoàn cảnh như của bác đấy, mà bác là người làm nghề nhặt vé chai mọi người ạ. Bác Hướng là nhặt vé chai mà hôm nay bác nhận được tất cả những cái giá trị này mà bác tìm để trả lại ngay, nghĩa là gì, một cái nhân cách sống của bác quá tuyệt vời. Và cháu đến đấy là cháu muốn chia sẻ ngay cho mọi người để lan tỏa, để cảm ơn dì Hương. Và nhân ở đây thì bà Khánh thứ nhất là tất cả những cái gì mà sức khỏe mọi thứ, cái lời cảm ơn tri ân của cháu thì nó không hết được, nhưng mà thế này cháu có hai cái mong muốn. Thứ nhất là cháu là bác sĩ và vợ cháu cũng bác sĩ. Ở bệnh viện cháu làm Việt Đức và cháu làm ở viện Đông Y ngoài đấy, thì không ai muốn ốm đau, nhưng mà gia đình con gái, gia đình của dì có vấn đề về sức khỏe thì cứ liên hệ với cháu 24/24, cháu sẽ tư vấn điều trị và tất cả sẽ là miễn phí. Đó là cái gần như là nhân duyên cuộc đời cháu được gặp dì và dì đã giúp đỡ cho gia đình cháu lúc này. Cái thứ hai nữa, hôm nay là cũng là một đầu xuân năm mới, thực ra là mọi sự cảm ơn đều là đó không đủ, nhưng mà cháu cũng muốn vì ở đây cháu có cháu người được của đây này Hương ạ. Không cháu không bao giờ nghĩ là gì, dì sẽ mong chờ chuyện là cháu có hồi đáp, nhưng đấy là dì hoan với cái tấm lòng nhân hậu của dì, với cái sự thật tha, với cái dì lấy là dì cả con cảm ơn dì để lấy dì mừng rồi, nhưng mà dì không phải là dì có đâu, tất cả đấy là của dì, vấn đề là đấy là dì sẽ thêm vào không, từng này chỉ là ít, nhưng mà vấn đề này dì có thêm một bác sĩ của gia đình là bác sĩ Khánh. Bác sĩ là không có tiền nhiều quá. Bất cứ khi nào không ai muốn ốm đau cả, nếu có gì về sức khỏe thì hãy đến cháu. Gì nhá? Không. Ngày năm mệt Tết đến coi như là anh. Nhưng mà nhà ít á. Gọi không, cái này có là gọi la thôi. Cái gọi la thôi, đối với số với cháu nó gọi la nhá. Nhiều. Đóng cái gì có đâu nhiều. Mọi người ơi, đến giai đoạn này thì mà ngày xưa chị mẹ đã nhận của hơn một lần nữa rồi. Hai ba lần rồi. Một lần đấy cho em này còn thôi bây giờ thì dì có một bác sĩ rồi, không phải đẻ không phải nuôi cả, nhưng là có bác sĩ trong nhà luôn rồi. Không. Vậy là tính là anh đấy nhá, anh nào đấy số của anh ấy nhá. Đấy
số điện thoại, tí nữa anh sẽ lấy của em nữa. À, của riêng xóm ơi, thế cháu là bác sĩ Khánh ở Việt Đức nhé. Dạ, có gì sức khỏe nhá. Còn của riêng thì tìm được cậu ở vui lại xóm. Thính ra ngay đi đây mong cậu uống đáo bánh tết cho bạn nhé. Nói chung mọi thứ là đều lặng vừa. Dạ, nhưng mà thực sự là cháu không bao giờ nghĩ là nó tìm lại được nhánh như này. Mọi người ông đối với Dị Hướng nha, Dị Hướng nếu mà nhà cá cửa rầm tám nói nhá, nhìn nhà Dị Hướng này. Và người Dị Hướng là nghe con gái nói là mẹ đi nhặt ve chai. Là con dâu. À, con dâu. Nhưng mà thực sự là tấm lòng một con người thì nó đẹp đẽ trong cái tấm lòng mà chúng ta không thể nhìn ở đâu bên ngoài để đánh giá được hết gì nhỉ. Ôi, cháu cảm ơn Dị rất là nhiều. Và nếu cái gì từ chối là cháu về tối là không chăm sóc sức khỏe nữa đó. Cho nên là đối với anh thì rất là phiền đấy đúng không? Em gửi đi gói nó rồi nhiều. Không biết. Không đừng cười gì cả nhá. Đấy nhá. Tất cả cháu nói với gì cái quan trọng ấy là thế này. Đấy là máy tính, đấy là giấy tờ của cháu, tài liệu của cháu và tài liệu cả trong cái máy tính nhỏ nữa, cái iPad nhỏ nữa. Ở đấy. Thì trong hai cái này mới là cái quan trọng của cháu gì ạ? Con tiền là mất chúng ta làm ra được đấy, và đối với cháu thì những cái này nó cũng là trong tâm đấy của cháu chứ nè. Đó, quan trọng rồi. Đây rồi, kéo con dấu sang mẹ con đừng có lên là có cho mẹ cái thứ những cái chi làm cái gì bắt kẹm cái đây là Khánh à. Nếu mà lên là ba hướng không lo cái chuyện ở bậc ba thôi. Không sao, ăn tết xong ra răm nhá. Thì em sẽ liên lạc với anh, liên lạc lại với anh ra Việt Đức, anh sẽ cho siêu âm đánh giá xem đầu tiên là cái gì và ở địa hướng điều trị thế nào. Cái đó là trong tâm tay em ạ nhá. Vì ngoài cháu thì làm ở bệnh viện mà cháu còn có cả hai phòng khám nữa, cho nên là hoàn toàn là có thể trong tâm tay của cháu hết gì nhá. Vấn đề là cái gì thì phải ra và siêu âm để cái gì đâu đó. Và rồi mọi người thực sự là ở hiền gặp lành, và ở đây qua câu chuyện này ở cuối năm này bà Khánh nhận ái điều 1, ở hiền gặp lành chúng ta cứ sống tử tế đi. Thì đấy, bà Khánh cứ nghĩ mất cái máy tính ở giữa đường mà không bao giờ nghĩ sẽ tìm lại nhánh như thế này. Cái thứ hai nữa đó là gì, đó là một con người, một nhân cách, một đạo đức sống, một cái đức tính tốt, nó không nằm ở một cái gì cả mà nó sâu thẳm trong từng mỗi con người chúng ta đây. Ở Dị Hướng một người làm nhặt ve chai và nhận được máy trong cái túi của bác sĩ Khánh, có máy tính, có tiền, có iPad, có cả thứ chúc tết của thiệp chúc tết của chủ tịch nước mà Dị vẫn tìm để trả lại. Thực sự đó là một cái tấm lòng cao cả. Thực sự trong máy của trong ô tô của bác sĩ Khánh hôm nay về có cuốn sách tấm lòng cao cả, những tấm lòng cao cả và Khánh để trong sách, và đấy là một tấm lòng cao cả thực tế. Rồi cháu cảm ơn Dị rất nhiều. Cháu về Hà Tĩnh đây. Chị cháu mình làm một kiểu ảnh kỷ niệm nha. Chào mọi người nha.